yêu cầu là vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ OXY đồ thị các hàm số. Hàm số thứ nhất đó là y bằng trừ x. Các em tập trung đây cho thầy nhá. Ví dụ một của thầy này, thứ nhất câu A của thầy là y bằng trừ x. Y bằng trừ x là một dạng đồ thị y bằng ax với a của thầy bằng trừ một là khác không. Cho nên là đồ thị hàm số luôn luôn đi qua góc tọa độ thứ nhất, là chúng ta có là đồ thị hàm số y bằng trừ x là đi qua điểm O có tọa độ không không, đi qua góc tọa độ. Thứ nhất là như thế. Thứ hai là ta có này, với x bằng 1 thì suy ra y của thầy bằng trừ 1. Vậy đồ thị hàm số y bằng trừ x là đi qua điểm O có tọa độ là 0, 0 và điểm A có tọa độ là 1 và trừ 1. Được chưa? Và để vẽ được đồ thị này thì đầu tiên là chúng ta vẽ một cho thầy một cái hệ trục trước. Đây chúng ta có một hệ trục tọa độ như thế này.